Và khi đi Mỹ về đó thì chúng tôi có mang theo cái bộ Tam Biên Văn Sao của Tổ sư Ấn Quang. Ở Việt Nam chỉ gặp đúng cuốn Gia Ngôn Lục. Cuốn Gia Ngôn Lục của Tổ sư Ấn Quang cô đọng quá, không thâm nhập nổi. Mà khi cầm cái bộ Văn Sao Tam Biên dày như vậy nè, hai cuốn, thì mang về lại bắt đầu xem, thì trong đó nó đầy đủ hơn. Và từ khi bắt đầu xuống Vĩnh Nghiêm để tổ chức á, thì gần như là giảng Văn Sao thôi. Và mãi đến hôm nay thì nghiên cứu ba cái bộ Văn Sao chính, đó là bộ Văn Sao Tam Biên, rồi bộ Văn Sao Tục Biên và bộ Văn Sao Chánh Biên, năm cuốn dày như vậy. Rồi thêm cái bộ sách đó là Tinh Hoa Lục, rồi Giáo Dục Gia Đình, Bảo Thân Tiết Dục, vân vân. Và chỉ có nghiên cứu và thực hành và áp dụng tại trên chùa Quán Thế Âm, trước là Tịnh Thất Quan Âm, quý vị một số cũng có lên rồi đó, thì thấy có cái sự khởi sắc và có cái sự thành công. Bởi vì thấy ở trong cái bộ Văn Sao, thấy sao mà có những người họ niệm Phật mới có 3 năm người ta biết ngày giờ vãng sanh rồi, mà sao mình lại từ 2007 đến 2016, 9 năm trời mà lại không có người biết ngày giờ vãng sanh. Nó có cái trục trặc gì trong này? Nó có cái trục trặc. Trục trặc là do phía mình chứ không phải do cái nguyện của Phật. Lắng nghe cho kỹ chỗ này. Trục trặc là do phía mình, tức là cái cách mình dụng công, cái sự tu hành của mình nó không có theo cái đường hướng của lời Phật tổ dạy. Cho nên thành ra là do mình. Lúc đó chúng tôi theo Hòa Thượng Tịnh Không, mà không phải là Hòa Thượng Tịnh Không dở đâu. Ngài hiện tại là Ngài biết ngày giờ vãng sanh rồi, Ngài có sự thành tựu. Mà vì sao mình áp dụng mình không có thành tựu được? Không phải cái pháp đó không hay, mà do cái căn cơ của mình đó, là không có đủ cái duyên, cái thiện căn phước đức để mình thâm nhập vào cái pháp môn, để mà mình tu, để mình có sự thành tựu. Vì vậy cho nên ngấm ngầm ngày đêm nghiên cứu, thì cuối cùng nhìn ra là thấy cái việc tu hành của mình đó, nó có những cái lỗ hổng. Cái lỗ hổng tức là mình đi nó không theo trình tự, không có theo cái trình tự để mà mình thâm nhập vào cái cảnh giới của pháp môn tịnh độ. Chúng tôi sẽ nói cái trình tự để cho quý vị biết. Và hôm nay chúng tôi cung cấp đầy đủ những cái thông tin và những cái sách mà Tổ sư Ấn Quang Ngài giới thiệu để chúng ta về nghiên cứu, để nó theo đúng cái trình tự đó. Thì thực sự không lâu đâu, 3 đến 5 năm dở ẹt như dắt nhàng thì chắc cũng 10 năm hoặc giả cuối đời mình cũng được vãng sanh thôi. Đúng không? Nếu mình đi đúng cái trình tự và đúng cái lộ trình cái pháp môn mình tu thì nó sẽ có thành tựu. Có nhiều người người ta thấy pháp môn thiền hay quá nhưng mà họ thâm nhập vô, họ vô không được. Các vị hòa thượng, các vị tổ tu có sự chứng đắc mà họ vô không được. Cũng như ở ngoài đời có người học bác sĩ thì họ học được. Có những người học bác sĩ họ không được, họ phải qua học kinh tế, đúng không? Có những người học nghề ngành đại học kinh tế không được, họ phải qua đại học ngân hàng, họ qua những cái đại học này, đại học nọ. Nghĩa là cái pháp thế gian mà con người mình cũng phải từng ngành, từng nghề, tùy theo căn cơ trình độ mỗi người, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì cái pháp môn tu cũng như vậy. Là một pháp môn tịnh độ, thế mà có những người có sự thành tựu, có những người không có sự thành tựu, là do căn cơ của mỗi người sai biệt. Nhưng mà Tổ sư Ấn Quang thì Ngài nói ra cái pháp môn tịnh độ đi theo cái lộ trình, trình tự á, thì căn cơ nào cũng thành tựu được hết. Cái hay của Tổ sư Ấn Quang là chỗ này. Cái trình tự đó là gì? Chúng tôi nói sơ cho quý vị nghe hả? Cái trình tự đó là thứ nhất phải học lời của Thánh Hiền. Lời Thánh Hiền đó dạy cái gì? Hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Và giáo dục của Thánh Hiền này, nếu ai không học và không làm được thì người này không thể nào tu Phật được. Chỗ này là chỗ chúng ta bị hỏng. Có những người họ đến chùa, họ tu tập rất là tốt, nhưng mà về nhà đối xử với chồng, với con, với mẹ, với đối nhân xử tế làng xóm thành một người quá tệ bạc. Mang danh là Phật tử thôi nhưng mà không thực sự là một người hiền thiện. Không học thực sự là một người hiền thiện. Học lời Thánh Hiền, không làm được lời Thánh Hiền. Cái nghĩa là nhân thừa, một người là thiện nhân làm không được thì làm gì bước lên Phật thừa được. Chỗ này là cái chỗ hỏng của chúng ta mà Tổ sư Ấn Quang Ngài chỉ cho mình. Đó là bộ sách Giáo Dục Gia Đình. Ngài nói trong cái thời đại hôm nay, nếu mà không có giáo dục gia đình, nếu không có cái lời dạy nhân quả
Và nếu mà không có lấy lời thánh hiền để áp dụng được loại là cha từ, con hiếu, chồng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành, thì đất nước này nó loạn. Mà con người này tu cũng không thể thành tựu được. Bởi vì nhân thừa không làm được, thiện nhân không làm được, thì làm hiền nhân và thánh nhân thì không bao giờ được. Không có cái cửa đó rồi. Cái chỗ này là chúng ta bị hỏng nè. Hôm nay chúng tôi gửi cho quý vị những cuốn sách đó để quý vị về, quý vị áp dụng, hiểu không? Nhưng mà hôm nay quý vị chỉ nghe qua một buổi như vậy thôi á, thì chúng tôi nghĩ là cũng chưa thấm tháp gì bao nhiêu đâu. Cái sự mà tu để mà mình chuyển phàm thành thánh, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, bỏ cõi ngũ trược này, vãng sanh Tây Phương, thì phải có huân tu hàm dưỡng lâu ngày. Phải có cái nơi để mình tu tập. Nhất là cái chỗ này là thực sự mà là cái chùa Cảnh Thái này là một cái duyên mà coi như là thầy Nhuận Khiêm với lại chú Phát mà hôm nay mà ông lo cơm nước, lo rạp, lo tất tần tật. Hôm nay là ông đã 10 năm ông tha thiết, ông muốn thỉnh chúng tôi rồi. Bởi vì từ khi mà ông chú Phát này mà ông 10 năm trước mà ông vừa nghe đĩa của chúng tôi về là ông phát tâm ăn chay trường liền. Hồi xưa là ông nhậu kinh khủng luôn. Đó, cũng học Phật nhưng mà cũng nhậu, cũng ăn, cũng quậy, cũng phá. Rồi khi mà ông nghe đĩa chúng tôi về một cái là phát tâm quá, hôm sau ông chay trường liền. Rồi ông nghe thêm chúng tôi nói là nếu mà ăn chay rồi mà còn hút thuốc mà uống rượu nữa thì người này khó cảm với Phật, bỏ thuốc bỏ rượu liền. Họ nghe áp dụng được. À, thì ông mơ ước cả chục năm nay rồi, thì cuối cùng hôm nay vừa rồi đây lên cái ngày Vu Lan chú tu một đêm trên đó, chú thích quá cái cách tu của chúng tôi hôm nay áp dụng theo của tổ sư Ấn Quang, gọi là niệm chi ban, mấy một ban và mình một ban, rất khỏe. Thì cuối cùng ông thích cái cách này quá, và chung với lại thầy Nhuận Kim thỉnh chúng tôi đi. Mà tự nhiên không biết sao thầy Kim với lại chú Phát này mà thỉnh chúng tôi đi, bởi vì chúng tôi có cái nguyện là ngưng giảng rồi. Quý vị cũng có nghe đĩa đó, chúng tôi ngưng giảng một thời gian để mà đi sâu vào cái lời văn sao của Ấn Tổ, chứ còn không đi giảng hoài, không có cái thời gian. Thí dụ đi như vậy, xuống chỉ giảng một chùa này thôi nè, mất hết tuần. Mà một tuần đó quý vị biết chúng tôi ở nhà cái thời gian để dụng công tu hành rất là nhiều. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có cái việc gọi là tự hành hóa tha. Nhưng mà mình hành cũng chưa tới đâu hết trơn á. Đọc văn sao nói mình cũng mắc cỡ 4-5 năm nay mà làm cũng chưa được tới đâu hết. Cho nên phải dành thời gian để mà thực hành. Cho nên nói thì nó dễ mà làm nó khó. Đúng không ạ? Thực hành nó rất là khó chứ không phải dễ đâu. À, cuối cùng chúng tôi xuống đây thì chúng tôi có nói với thầy Kim với lại chú Phát á. Nếu mà cái chùa chúng tôi tới giảng mà thiệt to, Phật tử mấy nghìn người, mấy chục nghìn người ví dụ vậy, chúng tôi giảng xong họ đi về hết trơn, không có ai coi như là tổ chức cho họ tu nữa, thì chúng tôi không đi. Chúng tôi nói dứt điểm là vậy là không đi. Cuối cùng chú Phát với thầy Kim đi vòng ở trong cái tỉnh Phú Yên này là tìm chúng ngay cái chùa này. Mà xuống đây lại chúng ngay nơi Thượng Tọa Quảng Sơn, ổng lại thích niệm Phật, ổng cũng lên chùa chúng tôi rồi. Cho nên thành ra chúng tôi có ngồi nói chuyện với thầy thì Thượng Tọa rất là thích. Cứ mỗi chủ nhật quý vị về đây tu, chút nữa chúng tôi nói cho quý vị biết cái cách tu, rồi chiều hôm nay hướng dẫn cho quý vị cái cách tu, rồi Thượng Tọa chủ trì sau khi chúng tôi giảng xong, thầy sẽ mời quý vị ra đây để niệm Phật. Và chúng tôi có cái tâm nguyện là muốn xuống đây lập một cái đạo tràng niệm Phật, thì cái chuyến đi của chúng tôi có ý nghĩa. Rồi Thượng Tọa chủ trì ông tổ chức, cũng như thầy Khiêm, cũng như chú Phát, rồi ông lo cơm nước cho quý vị ăn, cũng như quý vị bỏ thời gian đến đây, nó có ý nghĩa lâu dài, đúng không ạ? Chứ đâu phải cái chuyện tu đến đây nghe ngày hôm nay xong cái rồi mình đi về mình tu mình chứng đạo liền, đâu phải dễ vậy, đúng không ạ? Mình phàm phu phải có cái môi trường, phải có chùa chiền, rồi có mấy thầy hướng dẫn lâu ngày mình có mới có sự thành tựu, đúng không ạ? À. Bây giờ mục đích chính là đang dụ lần lần để mỗi chủ nhật về đây tu ở nghe, cái chỗ đó là chỗ chính đó nghe. Rồi. Giờ lắng nghe chỗ này quan trọng nè. Trở lại cái đề tài, cái gì mang đi được và cái gì không mang đi được. Lắng nghe kỹ nè. Ông Chu An Sĩ á, ông có nói ở trong cái cuốn An Sĩ Toàn Thư á, chúng tôi có cúng dường cho Thượng Tọa chủ trì một bộ, Cảm Ứng Thiên một bộ, một số sách gì mà chúng tôi nghiên cứu là chúng tôi mang về cho Thượng Tọa chủ trì này hết. Còn riêng ai mà thích á, bởi vì cái bộ sách nó dày quá, hai cuốn như vậy, cho nếu ai mà thích cái bộ Cảm Ứng Thiên hoặc giả An Sĩ Toàn Thư á, là gọi lên cái số điện thoại 0909747474 của thầy Minh á, là thầy Minh sẽ gửi một bộ sách đó về cho quý vị đọc. Thời xưa những vị thánh hiền, những vị vua quan mà trị vì được đất nước á, là họ coi qua những bộ sách này hết, không bao giờ rời tay. Nhất là Âm Chắc Văn trong An Sĩ Toàn Thư và Cảm Ứng Thiên thì
các vị vua chúa mà có thể thành tựu được một gọi là minh quân á, hay là những vị quan mà gọi là quan liêm khiết á, hay gọi là những người mà thành tựu được sự nghiệp, hầu như là Tổ Ấn Quang nói hai cái cuốn sách. Cuốn một, thứ nhất đầu tiên Âm Chắc Văn với là Cảm Ứng Thiên, là không bao giờ rời tay, suốt cuộc đời họ đọc. Cho nên họ mới chuyển cái tâm phàm của họ thành tâm thánh, họ mới trở thành thánh hiền, họ làm được cái việc lớn cho đất nước. Những người tu cũng không thể bỏ cái bộ sách này được. Tổ Ấn Quang nói như vậy đó. Thì cái bộ sách này lớn quá, chúng tôi chỉ trích ra những cái đoạn tinh yếu hôm nay tặng cho quý vị. Trong này có những cuốn sách chút nữa chúng tôi giới thiệu nhỏ nhỏ thôi, sợ quý vị đọc không hết, quý vị ngán. Còn ai mà thích đọc sách á, thì chúng tôi sẽ gửi tận nơi chúng tôi tặng quý vị. Mỗi lần in như vậy cả tỷ bạc chứ không phải ít đâu à. Thì trong cái sách An Sĩ Toàn Thư á, họ nói cái gì? Cái gì mang đi được, cái gì không mang đi được? Mà ông An Sĩ này, ông lấy 66 loại sách của Phật giáo mình và 55 loại sách của Nho giáo, ông đúc kết thành một bộ An Sĩ Toàn Thư mà Tổ sư Ấn Quang. Cái bộ sách này là ngài in nhiều nhất. Mà có nhiều người hỏi Tổ Ấn Quang vì sao mà ngài là một vị hòa thượng mà ngài in sách Phật ít hơn là sách của Nho giáo. Thì Tổ sư Ấn Quang nói cái bộ sách An Sĩ Toàn Thư là đúc kết những cái tinh hoa của 66 loại sách Phật giáo. Nói về cái cuốn gọi là Âm Chắc Văn, nói về những cái thiện ác rất hay. Rồi cái cuốn thứ hai là nói về đó là Vạn Thiện Tiên Tư, là con người mình sống mà thọ mạng ngắn, bệnh hoạn nhiều là do sát sanh ăn thịt chúng sanh mà ra. Nó khuyên người nên phóng sanh, ăn chay và kiên giết, rất hay cái bộ sách Vạn Thiện Tiên Tư. Và con người mình sở dĩ mà không có trí tuệ, phước báu giảm, chết trước tuổi thọ là không biết giữ gìn được cái chuyện ăn nằm vợ chồng, gọi là dục hải hồi cuồng. Bộ sách này cũng tuyệt hay. Ngày kia nếu mà con người mà vợ chồng mà không biết tiết giữ, là chồng tốn tinh lực, vợ thì sanh con nhiều quá cho nên mất sức sanh con đẻ cái, rồi cuối cùng chết sớm. Mà Tổ Ấn Quang cũng làm cái bộ sách đó là bảo thân tiết dục, giữ gìn thân thể bằng cách bớt ham muốn về tài sắc danh thực, thì cực kỳ hay luôn. Chúng tôi coi như là đọc vô là mê mẩn luôn à. Và cái cuốn sách cuối cùng đó là Tây Quy Trực Chỉ, đó là hướng dẫn cho mọi người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cái bộ sách này Tổ sư Ấn Quang nói là đây là một bộ sách gọi là khuyến thiện bậc nhất trong các loại sách. Cho nên chúng tôi mới lùng vào trong đó. Chúng tôi đang đọc cái bộ sách này. Đọc hết những cái bộ văn sao rồi á, rồi bắt đầu tiếp tục đọc những cái sách lời Tổ sư hướng dẫn chỉ dạy. Thì trong sách này nói nè, lắng nghe. Con người mình hàng ngày đổ toàn tâm tư vô tạo sự nghiệp và tiền bạc, nhưng hỏi tiền bạc của cải vật chất chết có mang được không? Không, đúng không? Nhưng rất dễ bị người khác lấy. Lấy bằng kiểu gì? Con cái phá phách, nước trôi, lửa cháy, thêm cái gì nữa? Giặc cướp. Và nếu hối lộ, có tiền nhiều bị nhà nước tịch thu, đúng không? Tiền là của năm nhà. Trời, trong đó nói sâu sắc hay cực kỳ. Tiền là của năm nhà, mới trong túi bước ra ngoài kia mua đồ cái mặc qua tay túi người ta khác, gọi là tiền bạc, đúng không? Nó bạc bẽo như rứa, nó bạc bẽo như thế đó. Nhưng mà có người mình lại tập trung để toàn tâm vô đó. Anh chị em xa nhau, giận nhau, rồi mẹ con buồn nhau cũng vì đồng tiền. Không hiểu nó là cái gì trong đó, nó là cái gì. Đồng tiền nó là vô tri. Đồng tiền nó là vô tri, một tờ giấy. Nhưng mà con người hữu tri, mà hữu tri đó là người mà tham đắm, cho nên thành ra mất hết cái đạo lý luân thường giữa cha mẹ anh em, vì đồng tiền mà mất hết tình nghĩa vợ chồng. Có những cặp gia đình vợ chồng mà chúng tôi biết rất giàu, cuối cùng gì? Khi mà có của lên, bắt đầu chồng theo bồ nhí, vợ bắt đầu cũng kiếm ông khác, tan rã. Có ông Chu Quang Sĩ ông nói tiền là cái thứ gì mà nó làm cho con người mình điêu đứng, mất hết luân thường, mất hết bổn phận. Mà những người mà họ vì đồng tiền thì đạo đức của con người này bị băng hoại. Mà con người không vì đồng tiền thì tiền sẽ đến nhiều với họ. Con người càng ích kỷ, càng bồn mót thì con người này càng khổ đau vì tiền. Gọi là ngũ dục là tài đứng đầu, nó hại con người mình ghê gớm. Nếu mà con người mình thường tham đắm ngũ dục thì mình cứ ở trong cõi ngũ dục này hoài, ở trong cái cõi dục giới này hoài. Chết rồi con chui vô bụng mẹ ở tiếp trong đó,
Còn cái người mà xem nhẹ về ngũ dục là tiền tài á, thì họ thoát ra khỏi ngũ dục rồi thì khi mất là họ lên cõi sắc giới, vô sắc giới, họ lên cõi trời liền. Cái chỗ này là chỗ Hòa Thượng Tịnh Không nói nha, cái chỗ này là chỗ đặc biệt á. Để ý đi, có những gia đình họ rất nghèo nhưng mà họ sống rất là hạnh phúc, bởi vì họ biết tu tập, họ xem nhẹ đồng tiền, có sống chơi không có thôi. Cho nên ông Chu An Sĩ nói con người vì cái sắc, vì cái tiền tài và sắc dục, hai cái này nó giết con người, cho nên con người cứ trầm luân khổ đau. Ghê chưa? Như vậy là tiền bạc mang không được đúng không? Rất dễ mất đúng không? Tiền bạc mang không được, rất dễ mất. Để đi. Mà trong mạng mình không có tài, không có tiền rồi, kiếm kiểu gì nó cũng không có. Mà có rồi, vô tay này nó rớt ra tay kia, vô rồi nó ra lại liền. Để ý đi, để ý đi. Cái thứ hai, không bị người ăn cướp mà mang đi không được. Không bị người ăn cướp là gì? Là học vị, là bác sĩ, là kỹ sư, là tiến sĩ, là ngành nghề. Người ta ăn cắp ngành nghề mà được không? Ông bác sĩ, ông ra bác sĩ rồi người ta có lấy cái ngành nghề ông được không? Không, không được, không được. Đó là hạng tri thức đẳng cấp cao trong xã hội là ngành nghề bác sĩ, kỹ sư. Không bị giặc cướp, không bị người khác lấy, nhưng vừa tắt thở chết, quên mất sạch. Nhưng con người mình đầu tư cho con cái học hành để làm bác sĩ, kỹ sư, dĩ nhiên trong cuộc sống phải cho nó thành tựu một cái nghề gì đó, đúng không ạ? Để nó kiếm tiền cho cuộc sống. Nhưng Tổ Quang nói, ngành nghề thì bác sĩ cũng được, kỹ sư cũng được, cày ruộng cũng được, buôn bán cũng được, miễn sao có ngành nghề gì nuôi sống cho nó là được. Hay không? Hay cái chỗ này, hay cái lời Tổ Quang nói chỗ này. Nhưng với điều kiện con người này phải lương thiện. Nếu mà là bác sĩ là phải lương y. Nếu là nó là làm ruộng thì nó là phải là lương dân. Hay không? Chứ nếu mà nó là bác sĩ, kỹ sư mà nó có tài mà không có đức là đứa tiểu nhân. Nó có tài mà không có đức là đứa tiểu nhân. Mà đức thắng tài là kẻ, là người quân tử. Vừa rồi gặp một ông bác sĩ nha khoa. Ông lên ông gặp chúng tôi mà hai hàng nước mắt ông rưng rưng, ông đòi nhảy cầu Sài Gòn. Cầu Sài Gòn, ông đòi nhảy cầu Sài Gòn. Hỏi ông bác sĩ mà sao mà ông lại suy nghĩ như vậy? Vợ con đầu tiên cũng tan nát hết. Hỏi tan nát với ai? Kêu do con. Nhận ra cái lỗi rồi đó. Hỏi ông bác sĩ mà sao như vậy? Kêu thầy giảng, thầy nói mẹ con không phải là hiền mẫu, cho nên con là kẻ nghịch tử. Tuy rằng bác sĩ mà con là người nghịch tử. Hỏi nghịch tử là sao? Khi cái vợ con bắt đầu học ra ngành nghề bác sĩ có tiền rồi bắt đầu theo bồ nhí. Vợ biết được bắt đầu ly dị. Bây giờ theo cô thứ hai cũng bỏ luôn. Cô lấy một số tiền cho nên giờ tiền thì không còn nữa. Rồi vợ trước cũng như là vợ thứ hai cũng không còn nữa. Bây giờ không còn lối sống tìm đường chết. Bác sĩ nha khoa, bác sĩ nha khoa. Cuối cùng là gì? Cuối cùng là một con người không có đạo đức. Chúng tôi nói chú học lại cũng không muộn. Còn xác thân này học lại cũng không muộn. Học đi. Bắt đầu đưa mấy bộ sách cho ông về ông học. Thấy chưa? Con người mình lo cho con cái được tổ nghiệp, là cho nó được sự nghiệp. Tổ sư Hồng Quang dùng danh từ là tổ nghiệp. Lo nó cho nó được cái tổ nghiệp, nhưng không lo nó cái tổ đức. Tổ đức là gì? Cho nó biết ăn chay nè, nó phóng sanh nè, nó thương người nè, nó giúp vật nè, nó gặp tâm bảo là nó kính tinh nè. Phật Pháp Tăng nè, nó thương người già nè, nó biết cứu vật nè, nó biết làm phước, cho nó cái tổ đức đó, cái tổ đức đó đó. Mà cái tổ đức đó nó sẽ sanh ra cái tổ nghiệp. Còn nó ha, lung quang ha. Rồi mới có chút xíu, siêu 17, 18 tuổi con gái đi ngủ lang nhà người ta ha. Coi như là nó hư hỏng, mà khen nó là học giỏi. Mà nó không có đạo đức thì đứa này nó sẽ là ác đức. Đứa này nó sẽ phá hoại cái xã hội. Nguy hiểm vô cùng. Đúng không ạ? Những cái bộ sách này chúng tôi đưa cho quý vị về đưa cho nó coi. Hỏng là hỏng chỗ này. Mình bị chướng ngại là chỗ này. Thưa bà, lắng nghe nè. Lắng nghe ông Chu An Sĩ nói cái gì mang được nữa nè. Hai cái đầu là mày coi như là xong rồi. Không mang được rồi đó. Tiền bạc của cải vật chất là không mang được rồi đó. Nghề nghiệp không bị người ta lấy được, nhưng mà cô mang đi không được rồi đó. Đúng không ạ? Coi lại đi. Bây giờ quý vị làm bất cứ cái ngành nghề gì, vừa chết đi bắt đầu sanh vào trong một cái nhà đó thì quý vị phải học lại từ đầu, đúng không ạ?
có nghe mang cái nghề bác sĩ đó đi theo để làm được không? Không, phải học lại từ đầu á. Rồi, cái thứ ba mà trong ông Chu Ân Sĩ ông mới nói, Tổ sư Ấn Quang này cũng có nói, cái phước thiện của con người mình mang đi được. À, cái chỗ này là chỗ quan trọng nè. Phước thiện là gì? Hôm nay họ về đây, họ tụng kinh niệm Phật một ngày nè, họ có được 5.000, 10.000, họ cúng vô trong chùa để họ cúng dường tam bảo nè, họ về đây họ niệm Phật nè, rồi họ ăn chay nè, họ phóng sanh nè, họ làm lành nè, họ làm cái phước thiện, thì cái phước thiện này theo mình được, gọi là nghiệp thiện theo mình được. Nhưng hỏi có mấy ai hiểu ra được điều này, tin điều này để làm không? Không, ít lắm. Coi đi, ít lắm. Bởi vì căn lành họ quá kém, căn lành họ quá yếu kém, cho nên nói cái chuyện phước thiện là họ nói như mình cái chuyện như mây trên mưa, nó không thấy thực tế, làm cái nó mất. Hôm nay xuống cúng dường mất. Cũng như là ông phát tâm bao nhiêu tiền ông bỏ ra đây, ông lo pháp hội đồ này nọ, mới nếu mà ông không tin nhân quả đó, ông kia bỏ tiền ra cái nó mất cái chứ. Hôm nay lo 1.000 hộp cơm, 500-700 hộp cơm, rồi ông phát tâm nếu mà mỗi chủ nhật về tu là ông phát tâm ông cúng dường cơm cho quý vị, lo ghế tất cả mọi thứ cho quý vị, là họ không tin nhân quả thì họ kêu bỏ ra là mất, đúng không? Đúng không? Nhưng mà theo cái đạo lý nhân quả của Thánh Hiền Phật dạy thì bỏ tiền của ra nó là giả, nhưng do cái tâm mình chân thật cung kính tam bảo, tin tưởng nhân quả thì nó lại sanh ra một cái quả chân thật mà mang đi được. Hay cái chỗ này, chúng ta hay nói là đem cái giả mà đổi thành cái thật, mà với điều kiện tâm người này phải chân thật không vụ lợi thì mới biến cái giả này nó trở thành cái thật. Cái giả đó là tiền. Vì sao chúng ta nói là giả? Nó sẽ mất trong nay mai. Nếu không mất thì mình chết, mình cũng không mang đi được, đúng không? Mình mất trước đó nó cũng mang đi không? Mình cũng không mang đi được. Mà mình còn đó, nó mất đi thì cũng chịu thua. Mà có con người để ý nha, càng thâm đắm về tiền bạc chừng nào thì càng khổ lụy chừng đó. Mà nhất là người phụ nữ, cái tâm khổ lụy lớn hơn người nam. Cái tâm mà buồn phiền, cái tâm mà trách móc, cái tâm mà tự ái lớn gấp 100 lần người nam. Để ý đi, khi mà họ bị dướng mắt rồi, thí dụ thương chồng mà chồng mất là họ chết lên chết xuống, thương tiền mà tiền bị mất rồi họ cũng chết lên chết xuống. Bây giờ cái tâm họ quá tham đắm nặng, mà 7 lần làm người nữ chết đi sống lại, 7 đời mới làm được một người nam. Cho nên thành ra nguyên tắc của người nữ là phải ở nhà thay chồng dạy con, kinh tế giao hết cho người chồng. Thì người phụ nữ này học lời Thánh Hiền là người quan trọng hơn nam, thì người phụ nữ này sẽ ổn. Còn không, nếu mà chạy ra ngoài để kiếm tiền thì cái tâm tham đắm đó làm cho họ khổ. Tổ quan dạy rồi không sai đâu, là mất bổn phận của người phụ nữ rồi đó. Người phụ nữ bổn phận quan trọng hơn người nam là ở nhà thay chồng dạy con làm Thánh Hiền, còn chồng đi kiếm tiền mang về là phụ. Tổ quan nói là phụ, người chính ở nhà thay chồng dạy con thành Thánh Hiền. Muốn thay chồng dạy con thành Thánh Hiền thì người phụ nữ đó phải học lời Thánh Hiền và phải làm lời dạy của Thánh Hiền cho bằng được. Có mấy ai không? Coi lại đi, có mấy ai không? Hay là hàng ngày cứ suy nghĩ về tiền bạc rồi mong cho con cái học hành đỗ đạt, nó không có đạo đức, rồi cuối cùng nó trở thành người nghịch tử. Coi lại đi, hỏng là hỏng chỗ này đó. À, phước thiện mang đi được, tức là thiện nghiệp mang đi được, mà ác nghiệp cũng mang đi được, đúng không? Đúng không? Người ác nghiệp mang đi thì sao? Nếu đời này họ không biết bố thí cúng dường, không biết làm phước, họ sát sanh, họ tạo nghiệp xấu ác, rồi đời sau của họ, họ mang cái nghiệp bổn sẻn đó. Một là họ làm người, nhưng mà con người này rất nghèo khổ, sanh vô cho gia đình thiếu thốn. Còn đời này họ dâm dọc nhiều quá, họ có chồng rồi mà họ còn lang chạ, họ nghĩ tà tư tà niệm. Nếu mà nặng á là họ làm lòi cái lòi mái xuất sanh. Này trong kinh nói ngang, chứ không phải chúng tôi nói bịa tự bịa đâu đó. Họ làm lòi cái lòi mái, họ làm lòi xuất sanh, phải sanh đẻ một lần rất nhiều. Heo á nó sanh một lần bao nhiêu con biết không? 10 mấy con có, bắt đẻ cho thiệt nhiều vô. Họ làm xe xẻ, làm bồ câu, làm lòi xuất sanh, lòi yên ương. Đó, nếu mà dâm dục nhiều đó. Còn dâm dục ít một chút cũng còn dâm dục lừng lẫy, làm lại con người mà gái an sương. Cái thế của họ phải đi làm gái để mà vào những cái lầu xanh. Bản thân do cái nghiệp đó chiêu cảm, là nghiệp ái dục, nó chiêu cảm phải làm loài gái an sương như vậy đó. Ghê chưa? Ghê chưa?
Rồi, nếu mà họ là bổn sẻn không biết bố thí cúng dường thì đời sau họ sống với nhà bằng cùng phải đi ở thuê ở mướn cho người khác. Phải cái nghiệp xấu ác mang đi được không? Mang đi đời sau được không? Được. Bà Thanh Đề bà tạo cái nghiệp xấu ác mà hủy bán tam bảo, chết đọa thẳng vô địa ngục luôn. Nghiệp thiện mang đi được, nghiệp ác mang theo được. Cho nên nó nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng, nó theo mình từ đời này sang đời sau, sang nhiều đời sau nữa. Mà nếu người này tạo là tịnh nghiệp á, tịnh nghiệp là sao? Họ lễ Phật, 10 công đức lễ Phật là tịnh nghiệp, hiếu dưỡng cha mẹ là tịnh nghiệp, rồi tôn kính sư trưởng là tịnh nghiệp, ăn chay không giết chúng sanh là tịnh nghiệp, làm 10 điều thiện là tịnh nghiệp, tín nguyện niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc gọi là tịnh nghiệp. Thì cái người tu tịnh nghiệp này nó cao hơn thiện nghiệp. Cái người tu thiện nghiệp thì đời sau có thể họ sanh về cõi trời, hoặc đời sau họ làm người, họ có một cái phước báu hơn người đại gia tỷ phú gì đó, nhưng mà họ vẫn khổ vì vật chất. Nhưng mà nếu cái người mà tu tịnh nghiệp mà họ niệm Phật, mỗi chủ nhật mình về đây niệm Phật, ở nhà mỗi ngày sáng tối niệm Phật, rảnh mình niệm Phật, mình phóng sanh là tu lòng từ không giết, đúng không? Rồi mình hiếu thảo cha mẹ, tôn kính chư tăng sư trưởng, làm 10 điều thiện, nhất là tâm không tham sân si, miệng không nói láo. Mấy bà là nói láo dữ lắm á nghe, nói láo dữ lắm á. Rồi không uống rượu, rồi không sát sanh, không trộm cắp, thì họ tạo 10 nghiệp thiện này chung lại với những cái tịnh nghiệp đó, họ tha thiết một đời này muốn về Tây Phương Cực Lạc. Họ thấy cái cõi này giống như là cái cõi ngũ trược ác thế, giống như là cái lao ngục, giống như hầm xí không đáy. Ông Tổ hay dùng cái kiểu đó đó, cái lời đó đó. Rồi họ tha thiết nguyện về Tây Phương, giống như là mong về cố hương vậy đó, về gặp cha Di Đà, mẹ Quan Âm. Thì một đời này họ vãng sanh Tây Phương là họ đang tích lũy tịnh nghiệp để họ liễu sanh thoát tử. Cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Nhưng mà nếu mà tích lũy tịnh nghiệp mà bỏ qua cái thiện nghiệp, vẫn sát sanh, vẫn trộm cắp, vẫn tà dâm, vẫn nói láo, vẫn uống rượu, tâm vẫn tham sân si, thì cái người này không thể về Cực Lạc được, đúng không ạ? Nó không làm được thiện nghiệp thì làm sao mà tạo được tịnh nghiệp? Coi đi, trong cái sát sanh đó là cái mà ảnh hưởng đến cái tịnh nghiệp là lòng từ không giết rồi, đúng không? Cái lòng từ không giết là tịnh nghiệp, thấy chưa? Hiếu dưỡng cha mẹ là tịnh nghiệp, mà không những là hiếu dưỡng cha mẹ của bản thân mình, mà hiếu dưỡng cha mẹ thấy những người già xem như là cha mẹ luôn. Trong cái Chu Ăn Sĩ, ổng có nói cái câu chuyện này mà chúng tôi cảm động. Ông nói có một cái gia đình đó, họ có đạo đức, họ học lời thánh hiền, cho nên thành ra họ thấy bà già ăn xin đó đó, ông đó ông nhận vô nhà ông nuôi luôn. Ông rất thích nuôi người già. Rồi ông chồng cũng ăn xin, đi tìm coi thử coi vợ mình đi đâu, đi tới ngay nhà ông cũng mang vô nhà ông nuôi luôn. Từ 60 tuổi đến 80 tuổi nuôi 20 năm hai vợ chồng già, coi như mẹ mình. Đó, con người có đạo đức, có học lời thánh hiền là họ làm như thế đó. À, có mất không? Không mất đi đâu hết. Hai vợ chồng, bà vợ chết trước, bữa đó con ở nó làm sao đó không biết, tự nhiên lửa nó nằm ở trong cái thùng, bắt đầu là nó phức, nó cháy cái căn phòng bên trong, chuẩn bị cháy rồi. Thì bà già bà chết đó đó, bà làm cho cái đứa nhỏ ở này đó, đứa nô tì đó giật mình thức dậy, bà làm cho nó sợ hãi, nó giật mình nó thức dậy một cái, cả gia đình nó ré lên á. Thì cả gia đình của ông này lên thấy ở trong phòng cái thế lửa đang phát mạnh, chuẩn bị cháy nhà, bắt đầu dập được. Thì gia đình mới biết rằng là bà này bà chết rồi mà bà lại giúp cho gia đình không bị cháy nhà. Họ mang trả ơn đúng không? Họ trả ơn đúng không? Gia đình phát đạt vô cùng. Nuôi người già, nuôi người nghèo, nuôi người ăn xin. Cho nên chúng tôi thích nuôi người già lắm. Coi đến mẫu chuyện này chúng tôi coi tới coi lui, coi tới coi lui, thích quá chừng. Cho nên ông Phát ông nói thường tọa trụ trì ở đây mà chịu xây cái nhà dưỡng lão là ông cúng dường hết. Cái người mà có cái lòng tin về vấn đề phước thiện, họ mới suy nghĩ, họ nói, họ làm được. Cho nên hiện tại trên chùa chúng tôi là ở khu chân tu là 60 bà cụ, bữa nay 80 bà rồi. Rồi có những người mà coi như là giàu có mà con cái đối xử quá tệ bạc, họ phải đến chùa họ ở. Rồi trên chùa trên là 200 mấy chục cụ, chúng tôi lo, giờ đang xây một cái nhà đó nữa cho các cụ vô tu. Từ cái nơi mà chúng tôi nghèo, không có bình ga, không có gạo nấu, mà nhận các cụ vô lo cho ăn uống niệm Phật, cái đây gọi là trung thiện. Mà hướng dẫn họ niệm Phật vãng sanh gọi là thượng thiện, gọi là thượng phẩm của thiện. Còn hạ phẩm của thiện là mình đem đi giúp những người nghèo lúc họ hoạn nạn, mưa gió lũ lụt, hoặc họ bị gì đó, là mình giúp cho nó qua cái cơn nghèo đó, là hạ thiện, giúp trong thời gian ngắn thôi. Còn mình đem về giống như ông Chu Ăn Sĩ nói, cái ông này nè, ông tên là Viên Ngọc Quỳ. Viên Ngọc Quỳ ở trong câu chuyện Ăn Sĩ lần tư,
ông nuôi hai vợ chồng, hai người này thôi, vậy mà con cái ông làm ăn phát đạt lâu dài. Kinh khủng chưa? Nuôi người già, nuôi người cơ nhỡ, giúp những người nghèo. Tổ ông Quang nói cái phước người này rất lớn. Trời Phật quan tâm che chở người này, long thần hộ pháp giúp đỡ người này. Họ muốn làm cái gì là sẽ thành tựu cái đó, do cái tâm phước thiện họ quá lớn. Hiểu không? Rồi bây giờ nói tóm lại là tiền của dễ mất của năm nhà và mang đi không được, nhưng cần đó, cần tạm dùng trong hiện tại thôi, không phải đặt nặng. Thì người này bắt đầu họ bước lên một cái đẳng cấp, là cái cảnh giới dục giới này bắt đầu nhẹ rồi, nhẹ lần với họ rồi. Cái ngũ dục là tài sắc danh thực, thì họ làm nhẹ lần rồi, họ rất là xem nhẹ nó. Thì cái cảnh dục giới này bắt đầu là họ rời từ từ rồi đó. Chừng chết là họ sanh lên sắc giới, vô sắc giới. Nếu mà họ tu tịnh nghiệp nữa là họ vãng sanh là bảo đảm. Được chưa? Bây giờ bước sang một cái phạm trù này nữa nè. Lắng nghe kỹ nha. Chúng tôi nói chuyện đến trưa này thôi. Rồi sau đó rồi chiều sẽ có mấy thầy hướng dẫn cho quý vị tu ha. Và quà đợt này là khá nhiều. Không biết sao chùa này cái nhân viên chúng tôi vừa thỉnh 500 cái máy. Mà cái máy đeo cổ này chúng tôi thích nhất, nhất là buổi tối đeo trên cổ, đeo trước cực mình nè, đi vòng vòng niệm Phật. Trong máy một câu, mình một câu, thầy Kim thầy kể. Có cái ông đó, ổng ngồi ổng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ổng mệt quá. Tổ Quang nói là niệm liên tục câu này, nói tiếp câu kia mà ra tiếng gọi là tổn khí, quá mệt. Cái ông lấy cái máy, ông thấy trong máy một câu, ông niệm một câu, ông niệm hoài không mệt. Ông kêu cái này niệm đến sáng cũng không mệt nữa, 4 tiếng cũng không mệt nữa. Cái máy này hôm nay nè, chúng nữa sẽ giới thiệu cái máy này ha. 500 cái thì chắc chắn mỗi người mỗi cái rồi, chứ không có thiếu đâu, đừng có dành ha. Bây giờ lắng nghe nè. Con người mình khi chết, hồi nãy chúng tôi nói nó có 3 cái nghiệp mình mang đi được đúng không? Mà 3 cái nghiệp này nó chiêu cảm 3 cái cảnh giới khác nhau. Tổng cộng là 10 cảnh giới, nhưng mà nó chia làm 3 cảnh giới cho dễ hiểu nè. Nếu là ác nghiệp, mà ác nghiệp mà thượng phẩm thì nó sanh vào thẳng địa ngục luôn. Thì người chết này không mang thân chung ấm. Lắng nghe nha, người chết này mà không mang thân chung ấm. Thân chung ấm là sao? Là cái thân sau khi mình chết, tức là cái thân chính giữa khi mình sống này nè. Là khi chết đi á, cái thân chung ấm này trước khi đầu thai vào người hoặc vào súc sanh, hoặc sanh lên cõi trời, và sau khi mang thân còn sống, nó nằm chính giữa cái thân đi đầu thai và cái thân còn sống, gọi là trung ấm. Lắng nghe cho kỹ à. Mà nếu mà con người này mà tạo ác nghiệp mà gọi là thượng phẩm, là sân hận, là tham lam, là bực tức như bà Thanh Đề á, là vừa chết không mang thân trung ấm, đọa thẳng địa ngục luôn. Thì Tổ Ấn Quang nói người này không mang thân trung ấm. Có, hạng người này có. Như bà Thanh Đề mẹ có ngồi một kiền liên á, là chết là đọa thẳng vô luôn. Uống rượu say sưa, nói sằng bậy, ăn thịt chúng sanh, làm gia đình đau khổ, tham sân si lừng lẫy. Mà thường những người mang cái tâm này là thọ mạng họ ngắn, họ chết nhanh lắm. Làm thử đi, làm thử thấy liền chứ làm thử gì nữa. Làm cái thấy liền. Trời, cái ông đó ông say xỉn, chửi vợ chửi con, không có đi làm ăn, uống bia uống rượu, rồi sống lờ đờ. Thay vì tuổi thọ 60 tuổi phải không, 40 tuổi chết ngay. Để ý đi, cái người này là không mang thân chung ấm, đọ thẳng vô địa ngục hoặc vào ngạ quỷ hạ súc sanh luôn. Mà khi mà vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì 100.000 ức kiếp mới thoát khổ, khó cực kỳ để mà siêu thoát được. Nhớ nghe. Mà con người là dễ đọa lạc, ba nghiệp ác mà họ khởi lên thì đọa lạc như tinh bắn. Miệng thì nói láo, nói khoe khoang, nói đâm thọc, nói quyến rũ, nói chuyện tà dâm. Tâm thì tham sân si nó bao bọc, thân thì sát sanh trộm cắp tà dâm. Mà nặng thì nó xô địa ngục, nhẹ chút vô đại ngạ quỷ, mà nhẹ chút gọi là hạ phẩm thì nó là súc sanh. Nhớ, ba đường ác với tâm ác đi thẳng vô luôn, khỏi mang thân chung ấm. Chút xíu nên thầy Minh đọc cho quý vị nghe nha. Người thứ hai không mang thân chung ấm, làm 10 phước thiện, thân họ không sát sanh, họ phóng sanh, thân họ không giết chúng sanh mà họ khuyên người ta không giết, thân họ ăn chay mà họ khuyên người khác ăn chay, là riêng cái thân này. Thân họ không tà dâm mà họ giữ hạnh phúc cho mọi người. Rồi thân của họ không trộm cắp mà họ bố thí. Miệng của họ không nói láo mà nói những lời chân thật, nói về Phật Pháp. Họ không uống rượu mà họ không làm nghề nấu rượu, và họ khuyên người khác không uống rượu,
và tâm họ giảm lần tham sân si, họ làm 10 điều thiện, con người này có tích đức, không mang thân trong ấm, chết đi thẳng về cõi trời luôn. Tùy theo cái phước thiện mà lên 33 tầng trời khác nhau. Có ngàn phải tin cái điều này, ngàn không tin quý vị cũng phải vào đó thôi. Do mình si dại, không có thiện căn, không có cái trí tuệ, cho nên mình kêu cái điều này không có, chứ không phải chết là hết đâu, không phải đâu. Mình si dại mà không biết, chứ kinh nhà Phật nó có luân hồi mà. Đó, hồi nãy giờ đang nói luân hồi đó. Chết mang nghiệp ác đọa vào ba ác đạo, thì số lượng con người này nhiều lắm á ngàn, nhiều lắm à. Cho nên Phật mới lấy một chút xíu đất ở trong móng tay á, hỏi ngài A Nan nó là đất trong móng tay ta nhiều hả, đất trong đại địa nhiều? Ngài A Nan nói đất trong móng tay ngài quá ít so với trong đại địa. Thì Đức Phật nói người cõi ta bà về sau cách 2-3 ngàn năm ta nhập niết bàn là bảo. Còn thời điểm này nè, họ ăn chay, họ niệm Phật, họ không tin đâu, họ không tin làm phước đâu, cho nên họ chết họ đọa giống như đất trong đại địa. Mà cái người mà tin được Phật pháp để mà họ làm phước thiện, họ siêu thoát lên cõi trời, hoặc họ về cực lạc ít như đất trong móng tay của ta. Ghê chưa? Ghê chưa? Lời Phật nói không sai đâu. Cho nên thành ra hôm nay mà quý vị ngồi đây mà tin được Phật pháp là giống như là kẻ mà coi như là ngàn người có một. Đúng không? Đất trong móng tay đó, coi cả một cái tỉnh này đi, đến đây được bao nhiêu người, coi số lượng người trong tỉnh này bao nhiêu. Hả? Mà đến đây được bao nhiêu, không thành tỷ lệ đúng không? Giống như đất trong móng tay không? Đúng rồi. Phật nói không có sai. Đây. Thì như vậy, cái người mà không mang thân trung ấm là chết sẽ đọa thẳng vào địa ngục, do hiện thời họ làm quá nhiều cái chuyện ác, gian ác, gian dâm phụ nữ người khác. Có chồng rồi mà cũng còn đi ngỏ ý, ngỏ tình với người khác. Có vợ rồi đi theo vợ bé, vợ hai, vợ lẻ. Cái đó là phạm giới tà dâm, mất thân người. Mà mình tưởng bình thường phải không? Mình không học giáo pháp của Phật mình thấy bình thường phải không? Không phải bình thường đâu, nguy hiểm lắm đó. Rồi nói láo, nói sượt, tạo nhiều nghiệp xấu ác. Tưởng là mình nói xong rồi thôi phải không? Nó ở trong tâm mình đó, nó ở trong A La Gia thức mình đó. Khi chết rồi bắt đầu nó mới quay lại cho mình thấy. Đọa ác đạo, không mang thân trung ấm, cái người này khó cầu siêu, khó lắm á, khó lắm. Bây giờ hiện tại nói họ còn không nghe, chứ đừng có nói là trở thành. Họ bị cái hoa báo, tức là đời này bị tham sân si nó làm họ khổ đau, là cái hoa báo thôi đó nha, chưa thành quả báo. Còn nói không được, mà đã đọa vô ác đạo thành quả báo thì hỏi làm sao mà nói nữa đây, không nói được. Mà khó để mà siêu thoát lắm, chứ không phải dễ. Rồi người thứ hai mang phước thiện đi về cảnh giới trời, không mang thân trung ấm, vừa tắt thở đi thẳng về cảnh giới trời. Mà khi mà họ mang thân ở cảnh giới trời á, là được những người trên trời mang lọng, mang dù xuống để cho họ. Mà ở trên cảnh giới trời á, họ tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, tưởng nhà có nhà. Vừa rồi đọc ở trong An Sĩ Tuần Thư có cái câu chuyện, mà đặc biệt trong An Sĩ Tuần Thư có những câu chuyện hay. Hai vợ chồng, thì một người vợ quá nghèo, và cuối cùng người chồng thì cũng nghèo, hai vợ chồng nghèo quá. Xong rồi cuối cùng cái là hai vợ chồng mới phát tâm cúng dường tam bảo, rồi làm phước thiện, thì ông chồng này thọ mạng hết, ông về cõi trời. Ông về cõi trời thì khi mà bà vợ này ngồi nhớ chồng quá, thì ổng mới nói ra tiếng nói thôi. Ông nói em à, hai vợ chồng mình làm phước thiện nhiều quá rồi, cúng dường tam bảo, rồi phóng sanh ăn chay, làm những chuyện phước thiện, cho nên anh sanh về cảnh trời đau lợi rồi. Nhưng mà anh không dám gần em, bởi vì cái người ở cõi trời cái tâm nó thanh tịnh, cho nên cái thân nó trong sạch thơm tho. Bây giờ cái thân của em nó máu mủ thịt xương ở đồm dải xương tỉ, nó hôi lắm, anh không dám gần, anh chỉ nói cho em nghe thôi. Ghê chưa? Cái người cõi trời á, mà vợ chồng mà còn sống hiện tại thì thấy bình thường phải không? Mà đi lên cảnh giới trời một cái, ông nhìn ông thấy bà vợ giống như con dòi. Trời ơi, mổ ra thử coi, lột da rồi là máu mủ xương sẩu đồm dải. Trời ơi, nó hôi. Mà cái người cõi trời người ta trong suốt như pha lê, cái thân người ta trong sạch mà thơm tho. Mà ông chỉ phát ra tiếng nói, anh nói anh nhớ em lắm nhưng mà không thể gần em được, em hôi như con dồi trong hầm xí á, làm sao mà anh gần em được. Nhưng mà anh nói cho em nghe là em cứ tiếp tục làm phước thiện đi, rồi hai vợ chồng mình gặp nhau ở cõi trời đau lợi. Xong rồi cuối cùng cái bà nghe đó, bà chăm nghe không bằng một thấy đúng không, nhưng mà nghe vẫn tin. Cuối cùng bà làm phước thiện thời gian bà cũng sanh về cõi trời, hai vợ chồng tiếp tục làm tiên nam tiên nữ ở trên cõi trời luôn. Hay không? Đó. Cho nên thành ra là cái người trong cõi này họ không được thanh tịnh, bởi vì do họ sống trong cái dục nhiễm, vì cái tâm dục nhiễm cho nên cái thân nó cũng dơ dáy bất tịnh, đúng không ạ? Cho nên mới nó ngũ trược mà, ngũ trược ác thế mà.
Kiếp trượt là cái kiếp nó ngắn ngủi, kiếp nó ngắn ngủi. Rồi mạng trượt là cái thân này nó dơ giấy. Rồi kiến trượt là cái nhìn thấy nó cũng không có được thanh tịnh. Phiền não trượt tức là buồn phiền giận hờn cũng là một cái trượt đó, trượt trong tư tưởng đó. Đúng không ạ? Nó làm cho mình bao vây những cái trượt đó, nó làm cho nên thân thể mình cũng hồi hám luôn. Ha, rồi. Thì như vậy là có ba hạng người. Thứ nhất là không mang thân chung ấm là chết mang nghiệp xấu ác, đọa thẳng xuống địa ngục, giống như bà Thanh Đề, tham tiền rồi bất kính tam bảo. Thứ hai là mang thiệt nghiệp sanh về cõi trời. Và thứ ba, người này không mang thân chung ấm nữa là tích lũy đủ tịnh nghiệp, đủ thiện căn phước đức nhân duyên, đủ tính hạnh nguyện đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Trước khi tắt thở, Đại Thế Chí cầm đài vàng, Đức Phật phóng ánh ngọc hào quang, Đức Quan Âm cầm cam lồ rưới nơi đầu, người đó đi về Tây Phương Cực Lạc không mang thân chung ấm. Không mang thân chung ấm. Dễ hiểu không? Dễ hiểu đúng không? Bây giờ muốn mang cái gì về Tây Phương Cực Lạc? Muốn mang tịnh nghiệp đúng không? Đó, nói vậy là quá dễ hiểu đúng không? Rồi, còn người nào mang thân chung ấm? Người này có thiện, có ác, có đúng, có sai, đang lưỡng lự giữa phàm và thánh, giữa súc vật và súc sanh. Chúng sanh làm người, mà giữa người với địa ngục, giữa ngạ quỷ với người, đại khái là nó đang phân vân. Thì cái thân chung ấm này có khi 49 ngày, có khi vài chục năm, vài trăm năm, cái linh hồn này vẫn chưa có chỗ nương gá. Có một cái ông đó, ông kêu 1.000 năm mà ông ở cơ trên tịnh thất Quan Âm, ông dựa vô cái người đó ông nói. 1.000 năm, ghê chưa? Mất thân người rồi, thực sự là một thiên nan vạn nan để tìm được một cái thân tốt đẹp, để mà thoát khỏi thân chung ấm cũng cả một kỳ công, mà đọa ác đạo nữa thì thôi rồi, khỏi nói. Nay hiểu rõ chỗ này rồi không ạ? Hồi nãy giờ mà quý vị nghe chúng tôi nói, để quý vị hiểu được là chúng tôi đọc nhiều lần lắm, chiêm nghiệm trong đó rồi thực hành, chúng tôi nói ra nó rõ cái lý, quý vị dễ hiểu. Chứ còn đưa cuốn sách về quý vị đọc, sợ không có thời gian mà đọc vô đôi khi khó hiểu. Cái lời của tổ nói sâu lắm, rất khó hiểu. Đó, nãy giờ nghe sơ qua có nhiều người quên bẵn hết luôn, có nhiều người không hiểu nổi đúng không? Cho nên cần phải có người giảng. Nhưng mà giảng mà mình nghe mình hiểu mình không làm thì uổng công người giảng, uổng công người nghe lắm đúng không? Đó. Cho nên thành ra là cái chuyện sách của Phật tổ, cái tâm mình nó chưa tương ưng với Phật tổ. Với hai nữa là cái nghiệp phiền não vọng tưởng nó dày đặc, cho nên nói ra mình không hiểu nổi. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi phải lý giải làm sao, dẫn chứng nhiều câu chuyện, nói như thế nào để quý vị hiểu, để quý vị tu tập. Nhưng mà lắng nghe chỗ này nè, lắng nghe nè. Cái người mà hiểu được Phật pháp á, không phải hàng ngày mà họ chỉ đọc họ suy nghĩ mà họ hiểu được đâu. Cái đạo pháp nó có một cái đặc biệt, cái chỗ đó là mình phải hành trì, rồi bắt đầu cái nhờ cái công đức mà hành trì nó tiêu mòn đi những cái vọng tưởng điên đảo, cái vô minh si dại của mình á, nó tiêu mòn đi, nó chuyển hóa đi. Cho nên thành ra lúc đó mình thâm nhập vô mình mới hiểu được. Cho nên Tổ Ấn Quang mới nói là cái người niệm Phật, trì chú đại bi, niệm Quan Âm, tụng kinh, tu hành á, thì nghiệp nó tiêu. Là nghiệp si mê, nghiệp tham lam, nghiệp sân hận, nghiệp sát trộm dâm dối, nó tiêu lần. Thì nghiệp tiêu thì trí tuệ họ mới sáng suốt. Thì lúc đó họ đọc kinh Phật, họ nghe lời tổ dạy á, mới đầu họ mới thâm nhập vô được. Chứ không phải như sách thế gian, cái học bác sĩ, học kỹ sư, cái học hết đến tháng cái ra trường, đến năm cái ra trường, cái làm bác sĩ. Thì cái chuyện đó là pháp của thế gian. Mà riêng cái pháp của Phật đòi hỏi mình phải thực hành thì nó mới rõ được cái lý. Hiểu chỗ này không ạ? Đó, thí dụ như mà mình tu pháp môn tịnh độ, muốn đọc sách của tịnh độ hiểu là người này phải niệm Phật. Cái nguyên lý nó là vậy. Mà khi mình niệm Phật rồi, cái tự nhiên cái hành trì này nè, hành á, nó hỗ trợ cho giải, nó hỗ trợ cho cái lý. Rồi mình xem những sách của tổ, sẽ nghe chúng tôi nói đó, mình đọc, thầy Minh đọc cho quý vị nghe, rồi về quý vị đọc sách á, là cái lý á, mình hiểu cái lý, rồi bắt đầu nó hỗ trợ cho hành, hành hỗ trợ cho lý, sự hỗ trợ cho lý, lý hỗ trợ cho sự. Hiểu không ạ? Thì lúc đó mình mới có thể mình tu hành nó tới nơi tới chốn. Chứ mấy người, có một số những người họ nghe niệm Phật, cái họ niệm thời gian họ mệt, với hai họ không biết niệm Phật để làm gì hết, họ cũng không thấy kết quả gì hết, tâm niệm chất trớt như cỡi ngựa xem đèn, cái thời gian họ bỏ đi, đúng không? Còn nếu mà họ nghe chúng tôi giảng nè, rồi họ đọc sách của tổ nè,
Rồi bắt đầu là họ nghe những người tu tịnh độ khuyến khích nè, họ rõ lý. Họ rõ lý tức là họ tu tịnh độ để liễu sanh thoát tử. Họ niệm Phật đó là để thọ mạng họ kéo dài. Bởi vì cái công đức niệm Phật là vô lượng thọ mà. Họ niệm Phật để cho trí tuệ được sáng suốt, gọi là trong danh hiệu Phật. Là cái quả giác của Phật là nó chứa đựng vô lượng quang mà. Vô lượng quang là trí tuệ đúng không? Nếu mà mình tu được cái vô lượng quang mà tự lực á, là phải vô lượng đời kiếp nữa mình mới có thể được cái vô lượng thọ vô lượng quang. Mà bây giờ Đức Phật A Di Đà, Ngài tu vô lượng đời kiếp, Ngài đạt được vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, Ngài dồn chứa trong danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật. Khi mà hiểu ra chỗ này mà không niệm Phật thì không có lẽ nào hết. Mà đã hiểu ra chỗ này rồi niệm Phật nó vui lắm.